Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn nắm là tất cả các xe chuyên dụng của đường hầm sông Sài Gòn. Các xe này để phục vụ công tác là bảo đảm an toàn đường hầm, hoặc là cứu hộ đường hầm, hoặc là dọn dẹp vệ sinh hay là người kia, tất cả các kiểu con là điểu luôn nha các bạn. Đó, thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu sơ qua tất cả các loại xe mà có mặt trực ở trên trong đường hầm nha các bạn. Đó, đầu tiên là chiếc xe này. Chiếc xe này là nó giống như thuộc một dạng như là xe nâng vậy đó. Đó, thuộc dạng xe nâng, các bạn thấy cái lồng ở phía trên không đó. Nó nâng thẳng đứng lên đó. Nó để mình lại gần cho các bạn coi. Đó, nó thuộc dạng như là một xe nâng rồi đó. Nguyên một cái lồng nâng của nó nè. Đó, và cái lồng ở phía trên nè. Đó. Đó thì coi như mà giống như mình có làm cái nhiệm vụ gì mà ở trên cao á, mà không đến được á, mà cần sự thẳng đứng hay gì đó là đây. Đó thì nó sẽ nâng cái này lên cao hơn. Đó để mà làm cái nhiệm vụ đó. Đó thì chiếc xe này, cái này công dụng của nó chỉ là như vậy. Đó, còn ở phía sau này là cái thùng gì mình cũng chả biết nữa. Cái thùng chứa gì đó. Còn ở đây là cái máy gì nữa nè. Này là giống như là cái máy phát điện cái gì đó. Là còn cái chiếc rồi còn cái chiếc thứ hai này là cũng là một chiếc xe nâng, nhưng mà cái xe này là nâng tất cả các hướng giống như xe của mấy anh thợ điện mà hay nâng lên đưa người lên trên cục điện để mà sửa đó. Cái xe này nó như xe bên đây thì nó nâng thẳng đứng, còn xe này thì nó có thể đưa người qua lại lên trên xuống đồ đó. Đó, ở trên cái vỏ của nó có ghi là 200 kg kìa các bạn. Đó thì cũng chiếc xe này cũng chỉ có nhiệm vụ là cũng chỉ để nâng thôi, nâng vật, nâng người lên để làm nhiệm vụ thôi. Còn kế bên đây là chiếc xe cẩu. Đó, xe cẩu cũng giống y khu như bao xe cẩu bên ngoài thôi, cũng chỉ là xe cẩu, ở phía sau nó có cái cần cẩu kìa, nó để này nó cẩu, nó gấp hàng rồi nó bỏ lên trên thùng xe vậy đó. Đó, còn chiếc thứ ba là chiếc xe cẩu. Còn cái chiếc thứ tư bên kia, chiếc thứ tư bên kia là cái chiếc xe này là chiếc xe để chở đồ đạc thôi nha các bạn. Đó, nó có cái thùng màu đen ở phía sau rồi, nó giống như xe bán xe tải thôi, giống như xe tải thôi chứ không có gì hết. Còn kế bên này là chiếc xe chữa cháy hai đầu rồi. Đó, kế bên này là xe chữa cháy hai đầu rồi. Đây, còn chiếc xe màu trắng này đây. Xe màu trắng này là rất là dữ luôn đó các bạn. Xe này xe của Mỹ đó. Đó. Chiếc này rất là to luôn nha các bạn. Rất là to luôn. Chiếc này là chiếc xe cẩu cứu hộ đó, xe cẩu cứu hộ của trung tâm sông Sài Gòn đó. Các bạn thấy nguyên cái dàn cẩu ở phía trên không, bự thì gớm không, nó chằng dần luôn. Còn ở phía sau là cái hai cái thanh nâng kìa, hai cái thanh nâng giống như là xe nào mà nó bị sự cố hay là không thể di chuyển được nữa thì nó sẽ hạ hai cái càng nâng đó, hai càng nâng ở trên đó đó. Đó thì nó sẽ hạ hai cái càng nâng đó xuống và nó kéo cái xe bị nạn đi. Còn hai cái ở trên đây là cái thanh đòn của nó nè, thanh đòn của cái xe cẩu màu trắng của hầm này rất là to luôn. Nhìn hai cái cây ti thủy lực của nó rất là bự. Chiếc này chắc cũng khoảng mấy chục tỷ chứ không ít đâu các bạn. Đó, hay các bạn thấy cái dàn bánh của nó không, vui không, bánh đôi không đó, bánh đôi không mà tới 6 bánh rồi, bánh sau rồi. Bên kia thêm 5 bánh nữa là đã 10 bánh rồi, 12 bánh. Đó, cái xe cẩu cứu hộ của bên đường hầm sông Sài Gòn là rất là hữu, nó giống như là con quái vật luôn ạ. Nó giống như là con quái vật luôn á. Rất là ghê gớm. Nó rất là bự luôn á, bởi vì các bạn có chạy xe thì đừng có chạy gần nó nha. Đây, cái chân của nó nè, khi mà nó mà cẩu cứu hộ hay gì đó là nó sẽ bè hai chân này ra.
nó banh hai cái chân giống như hai cái chân của khủng long kìa, y khô như hai chân của con khủng long mà nó bự để nó chống á. Xe này là xe của Mỹ nha các bạn, nó nhìn cái ống khói nè, nó y chang như là cái kiểu hồi đó đó, cái kiểu ống khói, hai ống khói luôn, bên đây ống khói, bên kia cũng ống khói đó, tất cả những cái hộc đồ màu trắng của nó rồi. Nhìn nó rất là ngầu. Còn đây là một chiếc xe nữa nè, mà chiếc xe này mình cũng chả biết nó là xe gì nữa đó, không biết nó là xe chở nước hay là xe chở hóa chất hay là xe chở gì, mình cũng chả biết. Mình nhìn qua nhìn lại không thấy cái gì hết, không thấy cái họng ra, họng vào, họng phun nước gì hết đó. Chiếc này thì mình không biết, chiếc này thì mình không biết nha các bạn đó. Còn bên chiếc này là chắc nghi là mình nghĩ là nó là chiếc xe chở nước nè, xe này là xe chở nước nè đó. Ở phía dưới chiếc xe này hình như là xe chở nước, nhưng mà xe này là xe rửa đường nha các bạn đó. Ở phía dưới gầm xe nó có nguyên một cái dàn ống kìa, phía dưới gầm xe nó có nguyên cái ống nè, nó có những ống nhỏ phun ra khi mà xe nó chạy cái nó xịt nước nguyên một cái phía dưới gầm xe đó đó đó, có dàn ống này nè, cái dàn ống đó là khi mà xe chạy là nó sẽ xịt nước trong mấy cái vòi nó xịt ra đó, là nó xịt đẩy cát đất đi đó, mình nghĩ là như vậy. Nguyên cái dàn đẩy của nó nè, mình nghĩ là khi mà xe nó vừa chạy từ từ cái là nó xịt áp lực nước ra, cái nó đẩy đi, nó đẩy cát đất vô bên trong trong lời đó. Mình nghĩ là chiếc xe này là công dụng của nó là như vậy. Đây nó đây, này là xe chở nước. Còn chiếc xe trong đây, chiếc xe bên trong đây là chiếc xe cũng chở nước luôn nha. Xe bên trong đây là xe chở nước, nhưng mà nó thì chắc nghi là nó không có tác dụng vệ sinh đâu, nó chỉ là chiếc xe giống như là xe chữa cháy đó, nên nó có guồng bơm đàng hoàng luôn, nó có cái guồng bơm đó, nó có người đứng ở cái này ở chỗ để đứng nè, chắc có thể là người trọng đứng đó. Đây cái ống xịt của nó nè, cái đường dò xịt của nó nè. Mình nghĩ chiếc xe này là chiếc xe chữa cháy của đường hầm nè, xe chữa cháy dành cho xí nghiệp cơ sở đồ đó đó, đó nó có nguyên một cái hệ thống của nó nè đó, có nguyên của hệ thống điều khiển đó, điều khiển để ra nước đồ đó đó, nguyên cái bồn nước của nó. Mình nghĩ chắc chiếc xe này chắc tầm khoảng 6-7 khối nước á, 6-7 khối nước đó, cái nguyên cái đường ống của nó nè đó. Thì hồi nãy giờ là mình đã giới thiệu hết nguyên một cái dàn xe cho các bạn biết rồi nha. Ơi mà quên nữa, mình còn một chiếc xe nữa, còn một chiếc xe là xe vệ sinh đường nữa, để mình qua bển mình quay cho các bạn xem. Đây còn đây là một chiếc xe nữa nè, chiếc xe này là bắt các bạn nhìn vô là các bạn biết nó là xe gì là cái gì đó, mình cũng không cần nói gì đâu, chiếc xe này nhìn vô là biết là chiếc xe là vệ sinh đường rồi đó. Nó có mấy cây chổi phía dưới rồi, để khi mà đường hầm nó muốn trà rửa vệ sinh đường hầm thì lấy xe này đây, người ta lấy xe này người ta vô người ta rửa sạch đường hầm, xong rồi mấy chiếc xe nước kia người ta sẽ xịt đó, xịt cho nó sạch cái đường hầm đó. Là hàng đêm là khi mà lúc 11 giờ đó là hầm người ta là không cho xe máy đi qua nữa đó các bạn, thì lúc là cái giờ đó là cái giờ mà để ở cho đội bảo dưỡng bảo quản đường hầm này, là người ta sẽ làm việc, người ta sẽ vệ sinh và kiểm tra tất cả các thứ trong đường hầm, vệ sinh sạch sẽ đường hầm hết để cho các bạn đi đó. Đó thì hồi nãy giờ mình cũng đã giới thiệu hết tất cả các xe mà hiện có ở đường hầm đó. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.